Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Blue Zone TV. Và đã khá là lâu là mình không hướng dẫn anh em cái sự kiện nào ngon nghẻ hết. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái sự kiện ngon nghẻ. Và chúng ta hãy cố gắng làm cái sự kiện lần này nha anh em. Tại vì đây thì nó chỉ có là em do anh em đầu tiên thì đây cái trang phục quả này nè anh em. Trang phục quả này theo như mình được biết thì khoảng mấy mùa trước thì nó bán trong shop là khoảng hình như là 10.000 UC hay là bao nhiêu đấy anh em à, mình quên rồi. Và hiện tại thì lần này thì nó sẽ cho đổi bằng cái kim cương anh em. Thì đầu tiên thì anh em vào vô cái chữ shop ở trên gần sát cái nút UC của mình nha. Đây, chỗ này. Thì anh em vào nhấn vào mục đổi, đây mục đổi. Đấy thì ở dưới sát dưới này thì nó có sẽ có cái gói quả đen này, này một kim cương thì mở ra được ngẫu nhiên mấy cái set áo quần nón này, thì nó sẽ có ba món vĩnh viễn nè, mũ quả đen nè, mặt nạ quả đen nè và trang phục quả đen. Cái ngon nhất là cái trang phục quả đen này nè anh em. Thì anh em nếu mà anh em chưa có cái mảnh đây nè, tinh thể đại dương này, thì anh em có thể nạp vào anh em mua cái tinh thể đại dương này. Hình như không biết có mua được không ta, và không mình nhớ mua được mà. Đây 20 UC thì sẽ được một tinh thể đại dương anh em nha. Thì anh em cứ tính đi vào. Thì anh em mua tinh thể đại dương thì anh em sau đó dùng một cái tinh thể đại dương này, anh em mua cái này, mua một gói quả đen. Thì anh em muốn tỷ lệ trúng càng cao thì anh em có thể nạp vào khoảng 100-200, anh em test nhân phẩm nha, 100-200 ngàn để anh em nạp vào, anh em mua UC để anh em mua cái tinh thể đại dương và anh em có thể mở ra cái gói quả đen này. Đây, mình mở thử này. Mình mua thử luôn nha, mình mua thử 3 tinh thể nha. Tại thì chiều thì mình đã mua thử thì nếu anh em không có tiền hoặc là anh em muốn trải nghiệm thì anh em có thể mua chừng 3 mảnh thôi. Mỗi một lần một mảnh thì anh em có thể sẽ được xác suất là mỗi một trang bị nón, mặt nạ và set áo quần. Thì anh em trải nghiệm thì cảm nhận nó như thế nào. Theo như mình trải nghiệm thì cảm nhận nằm cỏ thì khá là ok. Cái bộ đồ này giống như bộ đồ cỏ anh em ạ. Mà anh em khỏi mua luôn, khỏi cần tốn xu trong PUBG Mobile. Bộ đồ này thì nó theo nhân vật Vĩnh Viễn luôn. Nếu mà anh em ở chúng bộ đồ Vĩnh Viễn thì có thể Vĩnh Viễn, còn không thì anh em xài ngày nhé. Đây, mua thử 3 miếng gói, 3 gói luôn này. Đèn thế, mở được 3 lần bộ đồ một ngày này. Theo ấy thì anh em mua một lần thôi, đây. Mỗi một lần mua một cái thôi, test nhân phẩm mà anh em cần chi mua nhiều. Đấy. Còn anh em thích cái ba lô này cute chú voi ở bản đồ thì anh em có thể mua. Đây, mua ba lô này để về cô gái anh em à. Theo như mình thì mình không có thích ba lô này đâu. Đây. Mình chỉ thích món quà thôi. Test nhân phẩm thì anh em mua một gói cũng được, còn anh em nào có tiền thì cứ mua 1.000. Mắc luôn là 100. Thì anh em mỗi một lần thì xác suất ngẫu nhiên ra chỉ cần bộ đồ thôi. Anh em khỏi cần nón cũng được nữa, chỉ cần bộ đồ thôi là anh em có thể nằm cỏ là ok luôn. Ok bao khoe con dê luôn đó anh em. Đấy. Cứ xuống sát luôn anh em à. Mới qua Tết mà. Mình biết anh em qua Tết rồi thì cũng hết tiền rồi, nhưng mà cố gắng nha. Chơi lớn luôn anh em. Bộ đồ này xịn sò còn hơn bộ đồ nào hết. Xịn sò còn hơn súng nâng cấp nữa anh em. Em cứ chơi đi, nghe lời mình. Đấy, xuống xác luôn. Đấy. Đen đen thì cũng được cái nón một ngày. Cứ thế mà làm tới luôn em. Đấy, cứ một ngày, ba ngày, một ngày, ba ngày. Thì anh em có thể mua nhiều thì có thể xác suất được 30 ngày xài càng lâu anh em. Mình làm phát nữa phát cuối nha. Để dành đến hôm nữa mình mở cái gói quả đen này cho anh em xem nha. Ngày nữa. Đen như lỗ nồi. Được mấy ngày? 4 ngày chứ đùa. Được mấy ngày đây? 10 giờ nữa.
cái mặt nạ này với cái mũ này thì không quan trọng, anh em chỉ cần quan trọng cái áo này thôi, chỉ cần quỉnh biển thôi anh em à, phê luôn đấy. Em có là bao phép để mình vào test trong cái khu huấn luyện nha. Cái đậu phộng nữa chứ. Đây, vô khu huấn luyện làm thử nào. Đấy, đấy. Xin sò luôn. Ví dụ như bãi cỏ này mà nó hơi nhiều cỏ thì anh em sẽ làm sao mà biết được. Đấy, anh chỉ thấy cục đen thù lù thôi chứ giờ nên biết đấy. Ngon không? Ngon nghẻ luôn chứ còn gì nữa. Lựa cái bụi nào đen đen thì chui vào đó thì thôi, bố mà kiếm được anh em. Đấy. Và anh em nếu thấy clip này hay, nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip solo squad lần sau. Bye bye anh em.